Thưa quý vị, nhiều địa phương trong cả nước đang vào cuộc chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh tự tin tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt kết quả tốt nhất, ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tại Quảng Ninh, có trên 16.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp, tăng 265 thí sinh so với năm trước. Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi với 37 điểm thi ở tất cả các địa phương trong tỉnh, đáp ứng được các yêu cầu của tổ chức thi, đảm bảo đúng quy chế, thuận tiện cho thí sinh và an toàn trong công tác tổ chức của kỳ thi. Đối với tất cả những cái vùng mà có cái điều kiện đặc thù, thì chúng tôi cũng đã có phương án để sẵn sàng khi mà có thời tiết diễn biến bất thường thì cũng vẫn phải đảm bảo sau đó là có phương tiện đặc thù để có thể đưa được cán bộ rồi là giáo viên làm thi ra coi thi, đưa đề và đưa bài an toàn với một cái tinh thần là tạo điều kiện tối đa cho học sinh. Có phương án và đưa ra nhiều tình huống và hướng dẫn cái lực lượng mà tham gia trực tiếp vào cái khâu vận chuyển để có xử lý tình huống kịp thời khi cái sự cố liên quan đề thi, vận chuyển đề thi, và sẽ có những cái phương tiện kỹ thuật đủ đảm bảo để vận chuyển cái đề thi an toàn ở mọi tình huống. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi, nhất là cho học sinh, tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, tăng cường kiểm tra giám sát ở tất cả các khâu của kỳ thi nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực có thể xảy ra, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tin cậy, khách quan, đúng quy chế. Chỉ xin lưu ý các địa phương rằng là chúng ta cũng không chủ quan, bởi vì mỗi kỳ thi thì đều có những cái tình huống mà nó phát sinh. Và chuẩn bị càng kỹ thì chúng ta sẽ càng tránh được những cái phát sinh đó. Tuyên truyền cho thật tốt, tập huấn cho thật kỹ, kiểm tra cho thật chặt chẽ và giám sát thật khách quan. Và cuối cùng tất cả là sự thành công của kỳ thi đều nằm ở yếu tố con người. Từ nay đến trước kỳ thi, các địa phương tiếp tục tập huấn kỹ năng xử lý tình huống bất thường xảy ra trong kỳ thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên tham gia, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức kỳ thi ở mức cao nhất.